Ấy chào mọi người, em có một con phát cỏ ba lô 253 nè mọi người, 253. Con này nó đẹp lắm. Coi bình xem. Như mới luôn. Thì con này tầm rồi ha. Nói luôn tình trạng này. Con này thì cái cần ở phía trước này lại bị gãy. Dây da bọn con. Bị gãy. Về mọi người mua cái đoạn phía trước ấy. Nó hai khớp nha, chỗ này là nó sẽ có cái đoạn vặn ra này. Nó có hai khớp. Mình tìm mua trên mạng là kem hết rồi. 253 đẹp lắm mọi người, con này nó đẹp tuyệt vời luôn, nó đẹp như chưa dùng luôn nhé, bình xăng như chưa đổ xăng luôn. Hơi thì hơi rất đen nha, cái dây giật này nó hơi bẩn đấy mọi người. Có nghĩa là dây giật thì nó mới tính là, nhưng mà ổ giật bỏ lâu rồi, nó hơi bẩn, nó không có thu lại. Về mọi người mở ra, mở ra vệ sinh cái lò xo đó, cái này hơi ok nha, hơi rất là nhanh. Máy thì đủ đô nha, đầu máy thì đủ đô hết. Mình xem còn muốn thì mình lên còn thẳng cũng được mọi người dùng, không thì mua thêm. Thì cái này để cho mọi người cái này để cho mọi người $600.000 nha, ha, 600k cái này. Cái này là hơi nâng nha mọi người, do tại cái ổ giật nó hơi bẩn. Là so kiểu để lâu ấy. Có thể là nước vào hoặc là cái gì để nó không có thu lại nè, cái dây giật đang sáng ở bô rồi, nó đẹp, tem rất là đầy đủ luôn. $600.000 nha, không bao ship. Ai mua thì chuyển khoản vào số tài khoản phòng mô tả giúp em nha.